Ngày hôm nay lượng mưa đã giảm, tuy nhiên tại Hòa Bình thì vẫn còn một số điểm ngập sâu, đặc biệt là trên quốc lộ 6 tại khu vực ngã ba Tòng Đậu thuộc huyện Mai Châu hiện vẫn còn ngập sâu tới 2 mét, khiến các phương tiện giao thông không thể di chuyển qua khu vực này. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 trong đêm qua. Căn nhà của anh Nguyễn Trung Dũng đã chìm trong biển nước nhiều ngày nay. Rất may thời điểm nước từ trên nguồn đổ xuống, mọi người đã kịp hô hoán nhau kê lại đồ đạc và di rời để đảm bảo an toàn. Hôm qua hôm lên trên mặt này là đêm hôm kia đấy, nước bắt đầu là dâng lên, gia đình vợ chồng chúng tôi và con gái phải sơ tán sang bên nhà không mà lục được xã mê anh em xóm làm giúp di rời được cái mai là không thiệt thêm người. Mặc dù ngày hôm qua khu vực này không mưa, tuy nhiên nước rút chậm khiến nhiều nơi vẫn còn ngập sâu. Các phương tiện giao thông qua ngã ba Tòng Dậu, huyện Mai Châu không thể di chuyển tiếp lên tỉnh Sơn La. Tôi đang có mặt tại khu vực ngã ba Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Ít ai có thể ngờ được rằng chỉ cách đây mấy ngày thôi thì khu vực này giao thông đi lại của người dân còn diễn ra rất là bình thường. Nhưng qua 3 ngày vừa qua thì những cơn mưa liên tiếp khiến nước suối ở trên nguồn đổ về đã khiến cả toàn bộ khu vực này đã bị ngập úng, thậm chí có vị trí ngập sâu đến 2 mét. Giao thông đi lại của người dân rất khó khăn và phương tiện duy nhất giúp họ di chuyển chỉ có thể là bằng thuyền hoặc bằng bè. Người dân nơi đây chủ yếu sống dựa vào việc kinh doanh buôn bán phục vụ các phương tiện vận tải trên tuyến đường này. Giờ nhà cửa bị ngập, điện bị cắt, khiến cho cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Ở địa phương này là rất khó khăn bởi vì là xe phương tiện đi lại, bà con thì ở đây thì đều là không có đất để canh tác, nên ra là cuộc sống là buôn bán là chủ yếu cho các đoàn xe đi lại. Nhưng mà qua cái vừa rồi đây là bị tắc đường thì xe cộ đi lại thì giờ là nó không thuận tiện, nên ra là bà con ở đây cũng một phần là khó khăn là thu nhập bị giảm sút về thiên tai. Để đảm bảo an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Mai Châu đã túc trực 24/24 giờ tại điểm ngập này để tổ chức hướng dẫn phân luồng giao thông cho các phương tiện. Đặc biệt việc di chuyển bằng thuyền và bè nứa đã dừng lại kể từ sau 21 giờ đêm. Khu vực này được cảnh báo tiếp tục có mưa lớn và sạt lở, nên để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra, cơ quan chức năng sẽ tiến hành phân luồng và cấm xe ô tô vận tải qua đây cho đến khi nước rút hoàn toàn.